Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sơn Tùng MTP là cái tên được déo gọi nhiều nhất trong suốt những ngày qua vì loạt thị phi, căng đét. ồn ào tình ái với Thiều Bảo Trâm, Hải Tú còn chưa kịp hạ nhiệt, loạt sản phẩm đình đám của Sơn Tùng cũng gặp phải loạt ồn ào, đạo nhái. Trước đó, trên chặng đường trở thành ngôi sao sáng giá nhất nhì vi biết, Sơn Tùng cũng từng trải qua loạt scandal gây xôn xao cả làng giải trí. Tiêu điểm tin tức khiến các thánh hóng theo dõi trong suốt những ngày qua là ồn ào liên quan đến MV chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng biến mất trên Youtube vì vướng nghi vấn đạo nhái. Nguyên nhân xuất phát từ việc một đoạn trong ca khúc của nam ca sĩ được cho là đã sử dụng giai điệu do producer gờ đến từ nước Anh sáng tác và đăng tải từ năm 2020. Sau hàng loạt diễn biến căng đét, đến tối ngày 23 tháng 2, MV chúng ta của hiện tại đã xuất hiện lại trên kênh Youtube của nam ca sĩ khán giả cho rằng ồn ào của hai bên đã được giải quyết nhưng chuyện Sơn Tùng có đạo nhái hay không vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Tối ngày 22 tháng 2, MV gần 70 triệu view của Sơn Tùng bỗng bay hơi vì bị khiếu nại bản quyền. Đến tối ngày 23 tháng 2, sản phẩm này đã xuất hiện trở lại, lượng view và tương tác vẫn được bảo toàn. Trước chúng ta của hiện tại, Sơn Tùng từng bị tố đạo nhái khi bản hit chúng ta không thuộc về nhau có một phần giai điệu giống đến 99% ca khúc bi Don't tóc animo, từ vòng hợp âm đến tiết tấu và cấu trúc. Đáng nói, trong MV này, Sơn Tùng còn bị soi các cảnh quay mượn, chất xám từ các sản phẩm nước ngoài như lớp me dai, Monster, EXO, Eureka của Zico, FT. Gion T, dù chip dê khẳng định Sơn Tùng MTP không đạo nhạc đoạn biết là do nam producer làm hoàn toàn, nhưng khán giả vẫn không chấp nhận. Chia sẻ bóng gió của ca sĩ Thanh Duy trên trang cá nhân khi Sơn Tùng MTP ra MV chúng ta không thuộc về nhau. Hình ảnh trong MV bị so giống nhiều MV nước ngoài, trong đó có MV Eureka của Zico, ST. Gion, T. Lùng sùng đạo nhạc lớn nhất của Sơn Tùng phải kể đến ca khúc chắc ai đó sẽ về bài hát này từng bị Trung tâm Tác quyền âm nhạc Việt Nam đề nghị cấm lưu hành vì có giai điệu rất tương đồng với ca khúc Beta Sờ You của Dung Dông Hoa. Thậm chí, giữa tâm điểm ồn ào, bộ văn hóa, thể thao và du lịch phải vào cuộc để thanh tra. Cuối cùng, bài hát được cho là ảnh hưởng nhiều về phần hòa âm của Hàn Quốc. Sau đó, ca khúc này phải thay đổi toàn bộ bíp thì mới được cấp phép lưu hành chung với phim điện ảnh chàng trai năm ấy. Đến các sản phẩm như Lạc Trôi, em của ngày hôm qua, nắng ấm xa dần. Sơn Tùng cũng liên tục vướng nghi vấn đạo nhái từ một nguyên bản nước ngoài. Trước những drama diễn ra xung quanh, Sơn Tùng đều kiên quyết giữ thái độ im lặng, từ chối trả lời trước công chúng và truyền thông. Chính vì điều này, suốt một thời gian dài, miễn nam ca sĩ ra nhạc, khán giả sẽ truy tìm bằng được một giai điệu tương tự và dùng đó làm bằng chứng tố Sơn Tùng vay mượn. Thậm chí, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng Đình Đám ở thời điểm hiện tại từng bị gọi là ông hoàng đạo nhái của Vi Trong suốt chặng đường sự kiện, Sơn Tùng nhiều lần vướng thị phi. Anh từng bị gọi là ông hoàng đạo nhái, nhưng không hề lên tiếng phân trần. Không chỉ thường xuyên bị chỉ ra bằng chứng đạo nhạc, Sơn Tùng còn nhận về một lượng anti-fan siêu to khổng lồ vì phong cách na ná, ông hoàng ca pop, G-Dragon. Việc học tập hình ảnh của nghệ sĩ nước ngoài để hoàn thiện bản thân là một điều không xấu, tuy nhiên Sơn Tùng lại bị Netizen nói chung và fan K-pop, fan của Big bên nói riêng tố là quá lạm dụng và biến mình trở thành bản photocopy của J-DRAGON. Bị dân mạng bàn tán, Sơn Tùng từng đáp trả thẳng thắn, mình thích thì mình làm thôi. Ở thời điểm đó, Netizen dậy sóng và cho rằng nam ca sĩ đình đám có thái độ thách thức và tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Đến nay, Sơn Tùng và G-Dragon vẫn bị dío gọi chung, so sánh mỗi lần nam chủ tịch MTP Entertainment ra sản phẩm mới. Xuất hiện trên một sự kiện vào năm 2015, Sơn Tùng MTP lại diện bộ đồ giống trang phục trưởng nhóm Big Bang đã mặc trước đó. Từ chiếc mũ lông đến đôi giày, cách phối đồ phải giống nhau đến 70%. Nghi vấn Sơn Tùng thường xuyên mượn ý tưởng và biến mình thành bản sao của G-Dragon đã khiến dân mạng nói chung và fan K-pop vô cùng bức xúc nhiều người cho rằng anh có thể học hỏi nhưng nên sáng tạo để có chất riêng của mình. Không chỉ phong cách trên sân khấu, đến đời thường Sơn Tùng cũng bị cho là ăn diện như ông Hoàng Ca Pop. cho rằng, không chỉ đạo nhái phong cách thời trang, đến cách tạo dáng khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng copy, pass từ Di Dragon. Trước khoảnh khắc gây tranh cãi vì quá trùng lập với điệu bộ của Di Dragon, Sơn Tùng MTP từng đáp trả, mình thích thì mình làm thôi, khiến dân mạng được phen dậy sống. Vào năm 2014, Sơn Tùng từng bị ông bầu của đoàn ca nhạc phương tường nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây tố hủy sáu sau biểu diễn với thiệt hại lên đến gần 200 triệu, tiền in ấn, quảng cáo, giấy phép, bản quyền. Thời điểm này, Sơn Tùng vẫn là ca sĩ thuộc công ty Văn Produm quản lý. Được biết, việc hủy sâu là quyết định cá nhân của Sơn Tùng, công ty quản lý cũng ngỡ ngàng đại diện nam ca sĩ bên văn Produn, anh Hùng cho biết, phía chúng tôi xác nhận thông tin từ phía bầu sâu là có thật và hiện chúng tôi đang làm việc lại với Sơn Tùng MTP để giải quyết chuyện này. Tính đến thời điểm hiện nay, Sơn Tùng MTP vẫn đang là ca sĩ độc quyền của văn Produn nên với trường hợp này, chúng tôi sẽ đứng ra làm việc với phía bầu sâu. Nhưng Sơn Tùng MTP phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện bồi thường vì đã tự ý bỏ sâu dù đã được công ty thông báo lịch làm việc. Được biết, theo như thỏa thuận ban đầu, Sơn Tùng MTP phải đền cho bầu sâu 600 triệu đồng, gấp 3 lần giá trị hợp đồng. Từ thuở mới vào nghề, Sơn Tùng đã bị dính phốt bồi thường 600 triệu đồng vì tự ý hủy sâu không thông qua công ty quản lý. Không chỉ ồn ào này, Sơn Tùng còn bị vướng loạt lùm xùm vì thái độ ngôi sao. Cụ thể, khi tham gia chương trình The vì Miss, Sơn Tùng bỏ thi một live show vì ốm. Tuần tiếp theo, nam ca sĩ lại bỏ tổng duyệt không báo trước khiến hai thành viên cùng đội phải chờ cả buổi. Trong đêm trao giải cánh diều vàng 2014, anh và ekip bị tố đến trễ, khi không được sắp xếp chỗ ngồi ưng ý lại có ý định bỏ về khiến nhiều người bức xúc. Sơn Tùng từng gây tranh cãi khi đến sự kiện trễ, ban tổ chức không sắp được chỗ ngồi ưng ý nên anh bỏ về. Thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ồn ào tình ái của Sơn Tùng Thiều Bảo Trâm và Hải Tú đã chiếm sóng trên các diễn đàn mạng. Đặc biệt, phát biểu của Sơn Tùng tại một sự kiện âm nhạc được cho là lời nhắn nhủ với tình cũ cũng gây tranh cãi nảy lửa khắp mạng xã hội. Ngay khi drama diễn ra, dân mạng đồng loạt tấn công Sơn Tùng vì cho rằng anh phụ bạc người tình thầm lặng suốt 8 năm vì trà xanh. Sau chia sẻ ẩn ý hết duyên là do, duyên phận, Sơn Tùng quyết không nhắc đến chuyện tình cảm trước công chúng. Nhưng chính chữ duyên phận cũng trở thành chủ đề nóng, cũng từ gây tranh cãi mà nhiều netizen dùng để chỉ trích ngược lại nam ca sĩ. Sau hơn 8 năm gắn kết trong âm thầm, Sơn Tùng ngầm ẩn ý nguyên nhân tan vỡ là do duyên phận. Người hâm mộ vẫn chờ đợi một lời giải thích đến từ phía Sơn Tùng, nhưng anh vẫn quyết im lặng. Đáng nói hơn, hiện tại Sơn Tùng MTP đã là chủ tịch của một công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ, trong đó có Hải Tú. Người bị netizen cho là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của anh và Thiều Bảo Trâm. Sự nghiệp của Hải Tú vừa bắt đầu được ít tháng đã vướng loạt sự căng đan chấn động và có nguy cơ không thể trở lại showbiz. Tuy nhiên Sơn Tùng vẫn giữ thái độ im lặng. Ở làng giải trí nước ngoài, việc lên tiếng để bảo vệ gà cưng trước sóng gió thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cũng như thái độ tôn trọng khán giả của công ty giải trí. Thế nhưng Sơn Tùng vẫn quyết mất tâm tích suốt nhiều tháng qua mặc cho hải tú liên tục vướng những thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp hành động này của sơn tùng đã khiến anh mất điểm trong mắt công chúng với cương vị là chủ tịch sơn tùng bị chỉ trích vì không có động thái công khai bảo vệ gà cưng mặc dù là ca sĩ có rất nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc nhưng những scandal trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của sơn tùng mtp Đồng thời, thái độ luôn im lặng khi gặp, sóng gió của Sơn Tùng cũng gây tranh cãi, nhiều người cho rằng anh đang không tôn trọng khán giả và những người luôn ủng hộ anh trong suốt hơn 8 năm qua. Ảnh Facebook nhân vật sưu tầm